anh tìm được em trai mình rồi cơ mà. Như vậy vẫn chưa đủ sao? Từ giờ nên dừng lại đi. Chẳng lẽ cô không thấy tôi dừng tay rồi sao? Ý gì đây? Cô có nói với tôi là phải dành thời gian cho em trai tôi còn gì? Để anh nhìn em một chút. Hình như em xấu đi rồi đấy. Nói gì vậy? Ở đâu cái thói nói chuyện kiểu đó hả? Cậu muốn chọc điên tôi hả? Được thôi, giết đi, giết em đi. Này, em hơi quá đáng rồi đấy. Bố mẹ kiểu gì mà nói với con như vậy hả? Quá đáng vừa thôi.